20 kg. Em có mùa này em thả không? Mùa đâu? Em bán 20 ngàn ký về phóng xanh rồi. Của em chị bao nhiêu ký vậy con? 50 ngàn một ký. Tôi á 20, còn mấy người kia hả bao nhiêu thì cộng vô. Tôi phe tôi 20 có trả tiền 20 phải không? Còn bên kia thì tính bao nhiêu thì tính. Mấy bao nhiêu? Đây 18. Mình 50 ngàn ký. 33. Cắn không nhả nha, tôi bị cắn 2 lần rồi nè, cắn không nhả luôn, dái mới nhả, nó chỉnh nó chừng á, nó có đưa cho nó cắn đầu, cắn dữ lắm á, bữa bông đồng con kia kìa, cào, nó cắn không có nhả được á, bữa bị cắn hoài, không đi kiếm gì nữa, à, em lan, hồi này nữa bị cắn hoài đâu, bữa thì không cắn lần hả? Mình đợi á. Hỏi cái cắn 2 triệu. Cắn giận còn giấu nữa. 100 hả chị? Cái này bắt cái nuôi cái gì? Ai mà nuôi? Cái này nha, vậy là mày quay lại nó nhỏ nó bắt trứng giống như hả? Ngọc ngọc hả? Phải là làm dài dài không mít nha. Chứ có không đồng quay vậy. Không phải giống như thường còn ngọc nữa. Trẻ nha. Nó mà đẻ ra nó bỏ nó đi chứ nó đẻ ra nó không có cái gì cho tự động nó lớn đi. Mấy thằng muốn nước đi con. Bao nhiêu mấy ký? 18. 18 ký. 38 ký anh luôn. Dạ. Cho nó. Dạ, ta đưa con rồi, ta đưa con 5 ký rồi, giờ là ông hai đưa con 15 ký thôi. Đưa con 750 thôi. Đây, hỏi ông hai lại đây. Bảy, ủa, sao? Không có chạy xe. Nước chạy xe nó không có đậu xăng. Hôm nay uống cà phê nha. Đưa đưa cái vỏ cho chị.
Vậy à. Ôi trời ơi, một nồi nữa. Thương quá. Thương quá. Thương quá luôn. Đuổi ra ngoài xa chứ. Anh gì đẹp Phật, anh gì đẹp Phật, anh gì. Giờ Phật phóng sanh xong dọn ngoài trường. Ai vậy Phật có nhắn gửi với người thân của mình điều gì không? Nhắn gửi với cha mẹ không? Ai vậy? Nghĩa không tâm thôi chứ còn không nói được. Ai vậy? Nghĩa là con thương cha mẹ nhiều lắm đúng không ạ? Giờ có nhắn gửi gì cha mẹ của mình không? Người thân của mình không? Gửi là mình phóng sanh này hồi hướng công đức cho cha mẹ được siêu sanh tịnh độ. Được bớt nghiệp, giải nghiệp. Dạ, anh được. Rồi vậy thôi. À, cảm ơn người. Cả mọi người chúng sanh rồi gia đình mọi người chúng sanh rồi bình an khỏe mạnh rồi được. Dạ, cảm ơn. À, cảm ơn Đức Quay Vị Phật rất nhiều. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Hiện giờ đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính nhờ chư Phật, chư Bồ Tát mười phương tùy từ gia hộ, tùy từ gia hộ cho chúng con. A Di Đà Phật. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa vàng sanh, chúng sanh sơ tạo chưa ác nghiệp, dây do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sẽ sanh nhất thiết chúng sanh về khổ mối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa vàng sanh, chúng sanh sơ tạo chưa ác nghiệp, dây do vô thủy tham sân si, từng thân ngữ ý chia sẻ sanh nhất thiết chúng sanh về sám hối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật. Rồi ba thả đó đi. Thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật điều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn nhân tình không nhân khác, kính nguyện tất cả chư vị hướng về tam bảo quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ta bà là khỏi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não tham sân si mà phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sanh này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đây là công đức phóng sanh của Phật hạnh. Đây là phóng sanh.
có một Bồ Tát dính trên bờ rồi Di Đà Phật, thấy không? À Di Đà Phật, rồi cẩn thận rửa tay đi Phật. A Di Đà Phật, tía với ông hai có chia sẻ dằn dò gì không ạ? Không có chia sẻ dằn dò gì đó. Đi ra phóng sanh để cứu độ chúng sinh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ông hai có dằn dò gì không ông hai? Dằn dò cái gì nữa? Đâu có biết gì. Dằn dò. Ông hai có nhắn gửi gì người thương, người thân yêu của mình trong gia đình mình không? Không, không gửi. A Di Đà Phật. Rồi con cảm ơn rất nhiều. Không có biết gì đâu mà gửi. A Di Đà Phật. Cứu độ biết bao nhiêu chúng sinh rồi đó. Dạ A Di Đà Phật. Đi thả cá là thả cá chứ đâu có tính cái gì đâu, phải không? Không có biết có tính gì hết trơn, mình làm việc là làm việc đó. Rồi, cảm ơn A Di Đà Phật nhiều nha, A Di Đà Phật, con cảm ơn nhiều A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nhắn gửi hay dặn dò gì với mọi người trong nhóm không? Mọi người trong nhóm nay đi ít quá. Hy vọng là mọi người sẽ đi nhiều hơn, và nếu không có đi thì có thể chuyển trực tiếp tài khoản và số điện thoại hoặc số tài khoản để cho có thể giải cứu thêm nhiều động vật nha. Dạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Thế rồi có nhắn gửi gì nữa không? Hết rồi. Rồi chúc cả đoàn quan hệ vui vẻ, gia đình nhiều sức khỏe. Ai gì rồi? Dạ. Ai gì rồi? Dạ. Ai gì rồi? Dạ. Ai gì rồi? Dạ dạ. Cảm ơn cả đoàn rất nhiều ạ. Ai gì rồi? Rồi nguyện cầu quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được sống trong an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiên Thần, Hộ Pháp, cũng như tất cả chư vị mạnh thường quân đã không tiếc tiền, bỏ tiền bỏ của đi chuộc mạng tất cả chúng sanh muôn loài. Thành kính tri ân tất cả quý vị rất nhiều. Chúc cho gia đình quý vị được dạng sự nhĩ, tâm nghị sự thành. A Di Đà Phật.